Việt Nam là một trong ba đội tuyển được Trung Quốc mời đến tham dự giải U19 quốc tế ở Việt Nam, tỉnh Thiểm Tây, bên cạnh Hàn Quốc và Uzbekistan. Đây là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ của Việt Nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 07 và vòng loại U20 châu Á 2025 vào tháng 09. Ngay trận gia quân Việt Nam đã gặp chủ nhà Trung Quốc. Đây hứa hẹn là một thử thách rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh bởi Trung Quốc không chỉ có ưu thế sân nhà mà còn có sự chuẩn bị rất tốt trước khi tham dự giải. Trung Quốc đã có hai trận giao hữu với U20 Myanmar vào ngày 30 tháng 5 và mùng 1 tháng 6. Trong cả hai trận, đại diện xứ tỷ dân đều giành chiến thắng. Đây là bước chạy đà tốt của Trung Quốc trước khi bắt đầu giải U19 quốc tế. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam tập trung kể từ tháng 10 năm 2023. Tuy vậy, trong tay huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh vẫn có những tài năng trẻ nổi bật như Nguyễn Huy Hoàng, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Công Phương hay Lê Đình Long Vũ. So với đối thủ, Việt Nam rõ ràng không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Do đó, thầy trò Hứa Hiền Vinh chắc chắn sẽ có trận đấu khó khăn trước chủ nhà Trung Quốc. Tuy nhiên với mục tiêu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm, kết quả không phải là mục tiêu mà ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam quá để tâm. Trước trận đấu, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cho biết giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cũng như hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2024 diễn ra vào tháng 7, tiếp đó là vòng loại U.20 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 9 tới. Về lực lượng dự giải U19 quốc tế 2024, huấn luyện viên Hữu Hiển Vinh lựa chọn khá nhiều cầu thủ lứa 2006 với 10 cầu thủ, cầu thủ sinh năm 2007 có 7 cầu thủ, thay vì tập trung chủ yếu vào các cầu thủ sinh năm 2005 với 6 cầu thủ như các đội khác. Ông Vinh lý giải, có thể lực lượng U19 Việt Nam là trẻ nhất trong số 4 đội tuyển tham dự giải U19 quốc tế lần này. Thực tế, chúng tôi vẫn còn một số cầu thủ sinh năm 2005 có thể tham gia đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng các em không tập trung được do vướng lịch thi đấu của câu lạc bộ trong giai đoạn căng thẳng tại các giải trong nước. Dù vậy, đây lại là cơ hội cho các em lứa 2006-2007 thể hiện khả năng và có bước phát triển trong sự nghiệp. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam không chỉ chuẩn bị cho giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển. Đối với các cầu thủ trẻ, họ cần phải được tích lũy qua nhiều trận đấu và thường xuyên được thi đấu với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan ở giải U19 quốc tế lần này. Chúng tôi mong rằng sau giải này, các cầu thủ sẽ có sự tiến bộ để tạo bước đà cho các giải đấu chính thức sắp tới, đặc biệt là phát triển để lên đội tuyển quốc gia. Đó cũng là chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi luôn tạo điều kiện để các cầu thủ có cơ hội thi đấu tại càng nhiều giải càng tốt. Trong cuộc họp báo trước thềm giải quốc tế U19 2024 sắp diễn ra tại Trung Quốc, U19 Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cánh truyền thông nước chủ nhà. Huấn luyện viên trưởng đội U19 Việt Nam cho biết: "Trước tiên tôi xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã mời đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế lần này." Đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cũng như hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra vào tháng 7, tiếp đó là vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 9 tới. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Trung Quốc, việc đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Phóng viên nước chủ nhà thậm chí còn nghiên cứu khá kỹ lực lượng của đội tuyển U19 Việt Nam. Cánh truyền thông nước chủ nhà đã đặt vấn đề với huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh về việc U19 Việt Nam sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ lớn 17 và 18 tuổi. Theo lịch vào lúc 18 giờ 35 phút tối nay ngày mùng 4 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Trung Quốc sẽ so tài ở trận gia quân tại giải U19 quốc tế 2024 tổ chức trên đất Trung Quốc. Người hâm mộ có thể xem trực tiếp U19 Việt Nam với U19 Trung Quốc trên FPT Play.